San xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh San San Cuộc Sống Trung Quốc. Và hôm nay thì San với lại chị Lan sẽ đi bắt con tôm hùm đất nha mọi người. Mọi người cũng đi theo chân San nha, xem là bên đây họ bắt cái con hùm đất như thế nào nha. Trước tiên thì mình sẽ đi bắt con run đất và sẽ bỏ nó vào trong một cái lọ như thế này. Bắt lọ ăn kiến trại mà ăn chứ làm cái gì? Đây này, đây này. Cho mẹ để em ở đây về nhịn đi hả? Nó bò kìa. Chị sợ xa ở đây không có gì ăn ngon tủi thân nên là chị đã tự thay để đi phát cho xa. Và sau công đoạn bắt giun thì sẽ đến công đoạn quăng lưới nha mọi người. Chị Lan thì rất là giỏi nha mọi người, công việc gì cũng chị cũng biết làm nên là San rất là khâm phục chị. Cái quăng xuống dưới ao và để như thế này thì sáng mai sẽ có tôm mọi người ạ. Chị Lan đi bắt tôm cho San ăn này, không biết có được con. Bác gái thì rất là nhiệt tình mọi người ạ. Bác thì sợ là hai đứa làm không nổi nên là bác phải giúp. Tôm này là tôm hùm mà. Tôm hùm đất chị, tôm hùm đất. Của ai đãi? Của chị Lan. Chị Lan làm gì có gì ta? Chị hôm qua đi. Đó là cái dớ. Không là cất đấy à? Ở ngoài Bắc ăn kêu là cái gì? Cất hả? Không. Cái đấy gọi là cái gì? Cái dớ chứ. Cái gì á? Em chả nhớ lắm. Người Bắc gọi là cái gì? Đây là thành phẩm của hai chị em hôm qua đi bắt về đây mọi người ạ. Sáng sớm thì chị Lan chị đi kéo về. Rất lâu rồi San cũng không nhớ nó là cái gì. Không phải à, cái lưới. Cái lưới ạ. À. Cái đấy gọi là cái lưới ạ. Nó mới sạch. Bôi cái gì vào tay này? Ở bên đây ăn tôm hùm đất là phải cái đuôi này là phải lấy đi. Lấy cái đầu, cái sen nó đi. Cái đầu là phải cắt ra và cái sen nó là cái gì? Và phải đánh cái những cái bẩn ở xung quanh cái con tôm này thì mới nấu lên được. Bữa nay chị sẽ nấu tôm hấp cho em ạ. Hấp á. Ui xíu này. Đó.
cháy chứ điện thiên thiên khu sống với dậu anh nhìn vui khu đi quà cháy cha đi à vui khu à đi vào khu chán sư thà hả ôi làm cái này đâu đi vào khu chán sư thà chán sư thà ừ nãy nhìn chú chán đấy hả nhìn chú chán nhìn bố chán mà ừ nhìn lại chú chán ừ mẹ chị còn nói ha, chị không nghe lời bà cho nên bà khóc. Ủa gì vậy? Một giá to này mọi người, rất là nhiều gạch luôn. Bữa nay chị Lan gửi cho ăn một bữa đã đời luôn. Chị Lan nói là tí nữa sẽ hấp cho Lan ăn. Hấp xong cái đồ mình chấm nước tương. Nước tương thì chị sẽ làm mà nước tương. Xong cái món lẩu thì chị Lan sẽ có thể trách nhiệm làm đầu bếp. Cái này mình sợ á, còn một cái chút là nguyên liệu của trong này nè ha, có đầy đủ hết trơn. Bây giờ mình chỉ cần mở ra rồi mình đổ vô là ok rồi nha cả nhà. Chị Lan đã làm xong rồi mọi người ạ, đây là thành phẩm. Và bây giờ thì San San mời ông bà, cô chú cùng ăn món tôm hùm đất cùng San San và chị Lan nha. Vì đây là món của chị Lan nấu nên là San không có tiện để quay được nhiều video lắm mọi người ạ. Với lại San cũng đang tập làm video này mọi người. Nếu mà San quay có chỗ nào không được chỉnh chu thì mong ông bà, cô chú và anh chị thông cảm cho San nha. San sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã yêu thương và ủng hộ hai chị em San. Xa bây giờ nâng tay chồng. Khởi nâng xe xử. Chị bây giờ đâu? Đi bây giờ xử à? Video của San đến đây là kết thúc rồi. Hẹn mọi người vào những video lần tiếp theo nha. Video của San đến đây là kết thúc rồi. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của San nha.